Bà đang suy nghĩ gì? Cristiano Ronaldo! Chơi! Con này phải lên 5 đấy. Luân ngoại đã đổ nước cho tay dù 20.000 đồng. 125 bằng 100k nha thầy. Ok nha em trai ơi. Diễn bóng này lên 120, thật sự lên gõ đầu phút luôn. Diễn bóng này là 120 nhờ, cờ anh đi. 120. Anh, em ơi. Có thể báo số 5.com, website nạp thẻ uy tín hàng đầu hiện nay. Anh em có thể nạp thẻ điện thoại, nạp thẻ game, nạp thẻ Galena, chuyển sò một cách nhanh chóng với chiết khấu cao lên tới 7%. Ngoài ra anh em có thể nạp và rút tiền một cách dễ dàng 24/7, hãy đến với kho thẻ 365 anh em nhé. Ai nhìn nhẹ tiền. Luôn, full mâm luôn ngày hôm nay nha. Đã nhìn gì đâu mà nét, như này vẫn bình thường, chưa thấy nét lắm. Thế này là nét rồi. Không, nhìn màn hình là biết nét rồi. Nét chưa, nét hơn chưa? Chưa, từ từ. Em... rồi. Có bùi được chưa? Sao được chưa? Được rồi, xin được cảm ơn Tuna rất nhiều nha. Bạn Tuna, kênh em ăn bảo là biệt danh của anh Di Trường là hốc thủ. Anh nghĩ sao về cái biệt danh này? Sai. Không phải. Phải là hốc trưởng. Hốc trưởng chính xác. Hốc trưởng mới chính xác, còn Phúc Dô là hốc phó. Thực ra tôi thực ra gọi là vui vui thì thôi, nhưng thực ra tôi không thích dùng từ hốc hay từ đớp lắm nhá. Tôi dùng cái từ đấy cảm giác nó hơi mất vệ sinh thật. Ok, là hơi mở vào sự kiện rất nhanh nhá. Mở đi. Mở vào rất nhanh cả, xong rồi đập thẻ. Cái này hả? Mở, từ từ nào, ấn vào dùng nào. Đấy gì hả? Chữ V ở chữ vật, Vumino. Vumino này. Rồi, lửa. Cũng cộng 8 là bú nhá. 2.000 tỷ cho bạn đi. Ít nhất 2.000 tỷ đi chẩn. Rồi. Romo. Sao? Soi cầu rồi. Công tác. Ok. 20. Được em ơi. 120 luôn mà. Bảo một mà. Gói đầu tiên. Tiếp tục em trai. Cho em chữ P. Đó là. Cảm ơn Tuna rất nhiều. P là mát. Trùng hợp làm sao Phúc Dô La có một chữ P. Con mẹ mới 28 tuổi mấy con vợ bỏ già rồi, cay thật. Con mẹ sơn luôn. Cùng chí đây GK mới ngon nhở. Tôi mùi mà có gì em? Người đấy. Cho em gói LL105 đi. Má lều vừa vào nó LL105 vậy. Ba. Hả? Còn đi có. Cho em gói từ để em xem nào. 98 cộng 8 anh ơi. Ăn giờ cứ kẹp vào ăn giờ là phải kẹp tí. À mà thích kẹp em phải kẹp tí cho vui. Mà. Phải có tí kẹp. Rồi. Rồi, em ba. Được. Sway à? Hay em đang can à? Can. Em rẻ can luôn. Anh cảm ơn Nguy Kíp nhá. Anh Di Trường nói thế bao giờ? Ăn gì? Em để bụng ăn phở gà. Pháp. Phở gà. Con mẹ gà. Giống tung bùi nhờ. Calulu kìa. Calulu. Giống tung bùi vậy. 117 vậy. Mình bằng tuổi Rambo hay bằng tuổi của Cela, Mohamed Cela đó. Rồi. Con mẹ cơ gì vậy? Sợ. Cơ gì nhỉ? Ồ, đen rồi. Anh Long buồn mua bi à? Con này từ có 100 à? Anh Long. Không, không được. Anh trông, Long. Trông lực ấy chứ. Nhưng mà gói lỏ lắm anh ạ. Gói anh đợi bây giờ rồi. Cứ CC cộng 8 mà đủ hũ nhá. Đéo có lỏ quá. Đúng lỏ thật. Gói lắp tích ca luôn. Anh bởi con này nén lắm. Rồi. Anh cần đâu mà lấy bí đi mà ngon. Sời. Anh rồi. Ly gác à? Đéo phải. Tôi gì vậy? Calaker 118 này. Lửa người ta. Cristiano Calaker. Thế mày đéo đủ phôi đập CR7 rồi em ơi. Cho em đi, em gỡ. Chữ gì? Chữ P. Chữ P. Mày cứ vào chữ B toàn min rồi Phúc ạ. Toàn min thôi. Chữ P trong Phúc rồi là. La. Lại LOL. Ui. Ui. Phúc rồi. Brozovic. Brozovic à? Anh đã biết. Anh Trường cho em gói CC đi. Brozovic. Con này phải ra tầm 128 nhá. Thôi xin nhẹ của Messi ở CR7 thôi nhá. Xin nhẹ. Bồ nào nhá. Cơ. Bồ. Cơ. Hả cơ Mỹ. Tôi đi mẹ rồi em ơi. Cho mãi mốt. Ui dồi Dempsey. Đi. À biểu quá đi. Em ơi. Biểu quá. Thôi là món 104 rồi nhẹ nhàng. Mày sử dụng cuốn ngày sơn lởm thế nhở? 120 thề. HG Thầm Phúc kiểu gì ra 120 thề. Rồi, Tiếp Bò. Ôi, Tiếp Bò. Sao vậy? Tôn Cúc. Bố, ok. Ok. À, nó phải vậy chứ. Hay ăn giả ơi. À, không thể tin được mấy con vợ thật. Ok, có phôi. Stoi Cúc. Bố Linh Nam. Cho Phúc quay đi. Chữ B. Ăn tin em lấy gói HG là ăn không bao giờ hết ạ.
Rượu nó lại lên 120, rượu lên gõ đầu Phúc luôn. Rượu nó lại là 120 nhở, cờ anh đi. Ê, 120. Anh, em ơi. Được không? Con à. Xong rồi. Thì hết rồi. Đấy, bây giờ đập nút con solo này nữa là Bắc Minh này. Là tôi đại em. Đấy. Nó solo lô nữa là Bắc Minh. Đang ở cam đã donate cho Tai GG 100.000 đồng. Xài. Được của ló anh. Mẹ đùa anh vừa nét luôn đấy chứ. Dám lên anh phải gỡ đờ si như tối hát cô anh nhé. Rồi, ok Đạt ơi, ok Đạt rồi, anh thì anh phải tập con Zodo lên cái. Rồi ngày xưa anh Duy Trường úp nhiều post xong nhiều cái cắp sừng tâm trạng VL. Ngày xưa là anh Duy Trường đăng như thế là để gọi là gì? Để gọi gì? Là tìm kiếm những cái tâm hồn mà cũng cô đơn đêm khuya. Đấy. Ngày xưa Duy Trường yêu đậm sâu mà. Thế còn anh TG về Phúc Vô Lai sao? Tại sao lại chơi mày với cả anh cậu Bùi? CDM nữa. Cái này sâu chắc đã đầu nếp cho tay GG 10.000 đồng. 117 được. Còn đâu mà ngon huổi phôi mà ăn Vũ ơi. Ngon mà. Nứng luôn em. Nứng luôn Đạt. Anh cảm ơn Đạt nhá. Phải 50.000. Bé Đạt đang ở cam đã đầu nếp cho tay GG 10.000 đồng. Em cảm ơn Đạt nhá. Xin gái nói chuyện dễ nghe. Ok, hy vọng em ủng hộ cả 5 anh em trong nhà nhá. Cảm ơn Đạt nhiều. Cứ vậy đi. Sự kiện này thu về tầm 46.000 tỷ anh em ạ. Ôi, thưa đấy. BB con này nó rơi tầm 15.000 đúng không? Vậy là sự kiện này tầm 60.000 tỷ nhá. Thôi, tập trung đi, tụi tập trung sự kiện thôi. Lên này. Còn mà e nó xịt kìa. Xịt nữa, ảo thật. Ảo hỏi cách anh đập thẻ mà. Rồi, ăn cứ tự nhiên đi, ăn cứ thoải mái đi, gì đâu mà ăn nào. Anh đá CU thấy ngon hẳn, anh cho đá CU. Chơi nào. Cái mồ nó để bị cảm ơn Đạt nhá. Lớn lưu mà nó phải ST đâu, giống như RoBTB. Nào có dịp vào Đà Nẵng thì ghé nhà em nha, anh em tiếp mấy anh hết mình à. Ok. Anh nhận kèo bé Đạt nhá. Hay thật. Phúc lo vé cho anh em nhỉ Phúc nhỉ? Nói chung là Phúc ốc thì bảo là lo hết tiền vé cho anh em mà. Em Phúc. Siêu. Rồi. Hẹn T. Hà Lan ST. Lê Quan à? Lê Quan siêu. Lê Quan bao nhiêu rồi? Được 119 không? Ui. Cộng 318 cộng 420 luôn mà. Hai tim đều đúng vậy. 1600 này. Rai cát đập lên 419 luôn anh Trường ơi. Không nghe anh, cứ nghe anh. Yên tâm. Okay. Cứ nghe anh đi. Cứ nghe anh đi. Cứ nghe anh. Đấy. Nghe anh đi. Nghe anh. Ok. Đẳng cấp nghe anh. Rồi ăn già, để ăn già làm biếng. Cứ thế. Yên tâm, anh được thẻ tin tay mà. Ăn già là mồi con Raiket. Ăn già mồi Raiket con này mới là chín này. Anh em cứ vội vàng làm gì. Rồi. Ăn già mồi mà. Rớt rồi. Phúc mày đen thế. Mồi mày thối thật. Mày Phúc mày đen lắm em ạ. Ăn già bướng lắm. Không, anh em phải tin anh Trường. Anh Trường đập thẻ tin tay mà. Giả bướng mà nói không nghe đâu, không đập rai cát lên cộng 4 đâu, không đập ăn chắc mặc bền đâu. Con này lên lại 3 à nhở, lên lại 3 cả xong mình đi mua phôi nhở, được không? Lại nghe anh à, em lại nghe anh ấy. Chắc thì đã lên 3 đâu. Ok, rồi. Lên 3 cái. Lên 3 cái. Uầy, con này mày kéo to quá nhở. Ở Dương Trì, ở xã Dương Trì. Đúng là mỗi kênh nó có một cái văn hóa, mỗi kênh nó có một cái gì đấy để khiến cho anh em xem ấy. À, ví dụ như kiểu như tôi xem kênh như Trường là tôi lặng im cho anh làm việc thôi, tôi chưa biết bình luận gì cả. Trêu ấy thì anh ấy giận mà đấy, nói già đấy. Bắt đầu anh bắt đầu chửi này, không chỉ là bắt đầu ngồi im, bắt đầu ngồi soi phôi à. Đấy. Khó, em biết sao được anh, em không phải là anh đâu. Mày khả năng là hết tiền rồi, con CL7 này mất. Và trong lúc đó anh Trường bật đầm với con Nam, tôi xin phép gửi tặng cái bài hát nhá. Con mẹ nó lại lên 3 rồi, lại vô phôi tiếp. Vô búa đúng không Phúc? Hai nhịp nữa. Một Riêng con này lên. Hai
rồi. Con này nhiều vạch lắm, con này nhiều vạch lắm, khả năng cao là lên đấy, giống lắm. Con mẹ Phúc và tao phải mới được Phúc ạ. À? Thôi, tao là mua phôi, hết phôi luôn. 5 vạch, tiếc phôi, ừ, ra vào đi, 5 vạch là lên rồi. Đó, tôi ngồi đây nhiều khi ấy, phải có những người ở trong cái xã hội này giống như tôi, đó là một người gọi là chuyên gia chỉ trích. Kéo tìm ra được những cái điểm yếu ở trong cái nhân cách của một con người. Bạn nói tất cả là tại thằng Phúc hết. Ừ. Thôi mày im mồm đi. Quay từ bây giờ đến cuối livestream tao cấm mày mở miệng. Phúc ạ. À, tất cả là tại mày đấy. Mình chơi game vui vẻ. Gì? Tuyệt vời. Vẻ cái bìu ấy. Lên, bạn lên thì ấn nâng cấp. Bạn lên thì ấn nâng cấp đi. Ừ. Lên, chắc chắn lên. Lên đi. Phúc ơi, đang rơi tay mình đã hạ hai tay xuống, đùa đâu con vợ Phúc. Mở phôi, hết mẹ phôi rồi. Quả C07 là nó báo quá. Wow. Ôi, anh xin em ấy, bây giờ mỗi lần đến Luân Ngoan đã đồng nếp cho tay Gigi 10.000 đồng. Cảm ơn Luân. Còn giác thầy ơi. Đấy, được. Khó quá em dài rồi. Đập đến 4 vạch là Luân xịt rồi. Tăng may mắn rồi, tăng sự may mắn rồi. Là lên anh thế. Là lên nhá. Hả? CB à? CB Rio. Con gì nhỉ? Ồ, đây rồi. Có tí phôi. Đây rồi. Là lên luôn. Có tí phôi chứ, đây rồi. Có lại có tí phôi á, mẹ lại nuôi hy vọng đồng con này lên 4 cái. Đập tính cái sao không phải là mồi đâu. Quá sợ nói thế, nói chủ ác người ta mất niềm tin. Đập vẫn chưa. Cứ mồi đi. Anh em mồi 10 lần. Mỗi lần là 200 tỷ là mất mẹ 2000 tỷ rồi. Trong khi anh em lấy 1000 tỷ anh em đập phát lên luôn. 1000 tỷ mua phôi đập phát lên luôn. Đéo mà lên. À lên bắt này lại xịt. Ăn nói gì đấy anh Tùng, ăn nói gì vậy? Tùng mới bốc phép hợp thời nha. Tùng nha. Lấy 117 đập đi anh, 117. Hả? Đúng rồi, đừng tiếc làm không, đừng tiếc. Lấy 117, 118 đập đi. À Phúc. Em nghe Phúc cái tự nhiên hủy hoại con Ronaldo này, thật sự luôn đấy. Lấy 3 này. Tôi tiếc vui rồi. Bạn đã Wikip các anh em, bạn vừa tìm hiểu thông tin đâu, bạn bảo là Bùi Thanh Tùng sinh ngày 19 tháng 5 năm 1995. Ừ. Hả? Đây có phải là thông tin chính xác hay không? Mẹ, thông tin bịa đặt. Ôi sao không nên đổi đâu mà. Đừng tiếc anh Trường ơi, đừng tiếc. Cái gì? Đừng tiếc anh ạ. Đừng tiếc anh mà tiếc anh mất hết. Anh mất hết 5 con phôi này. Đó. Anh mất hết 5 con phôi này. Kinh nghiệm em ơi. Mùa này là mùa mới nha anh Duy Trường nhá. Em nói thế thôi. Rồi. Có mẹ rồi. Thôi tục tập thẻ được, con này kéo to mà. Tôi xin phép là được nói qua một chút về anh Duy Trường. Anh Duy Trường là sinh ngày 13 tháng 9 năm 1990 tại cầu biết hay vậy? Là cầu làm bằng giấy. Ừ. Đó. Anh Duy Trường lớn lên trong một gia đình gọi là nhà nông. Đấy, một cái gia đình mà giữa lòng thủ đô, đấy là nhà duy nhất mà anh Duy Trường làm ruộng. Nó có một cái ruộng giữa thủ đô luôn. Đấy là ruộng nhà anh Duy Trường. Được chưa? Đấy, lúc mà bố mẹ anh Duy Trường lấy nhau ấy thì lúc đấy là nhà nước. Đấy. Nhà nước cấp cho bố mẹ anh Duy Trường là 8 sào ruộng. Thế là hai vợ chồng mỗi người một đầu xới tung lên. Được chưa? Mùa hè thì trồng lúa, còn mùa thu này trồng khoai. Đó. Đủ luôn nhá. Thôi từ trước khi kể tiếp chúng ta đến cái màn đồng thẻ này đã. Phát này phải spec anh ạ, phát này phải spec nó mới lên. Bạn đừng spec. Spec. Tuyệt vời. Như nào? Làm sao? Em phải tự nhiên đi nghe cả Phúc. 42.000 tỷ anh. What the fuck? 42.000 tỷ ấy. Nếu như tối hôm sau mà anh em không gửi sự kiện hay có kèo gì ấy là anh xin được tiếp tục nhịn tắm cho đến khi mà anh em hoàn thành xong cái gọi là cái challenger của mình. Challenger nào, nữa? Nếu như mà lên cho tất cả anh em nào mà đang xem, mà đang làm gọi là bảo vệ ở đâu ở quán massage nhá. Kiểu gì, kiểu tôi gặp anh Duy Trường. Nhưng nếu mà xuống là khả năng là chúng ta sẽ gọi được một tí dầu gội ấy. Thứ gì? Đấy, thử con này cái sẽ bắt được. Hả? Em thấy lên một lên. Hai phát tiếp theo sẽ có một phát lên. Không bao giờ lên. Hai phát tiếp theo sẽ có một phát lên sau khi một phát 11. Không bao giờ con này lên. Con này rớt tinh chuẩn. Em nhìn là em biết liền. Đó. Anh ơi. Gì? Vào đi. Anh không có tiền, anh đang tích tiền mua con Moped 3 đang suy nghĩ. Cristiano Ronaldo. Trời ơi. Con này phải lên 5 ấy. Lên! Lên! Đây rồi! Má! Rồi!
chính là anh thật sự. Anh nghe vào chính anh thôi mà. Ok. Lại nghe chính anh, đùa đâu, lại nghe chính anh. Anh nghe vào chính bản thân anh thôi, Tùng ạ. Yeah.